trùng đường đồ nghề 17 inch. Đây, sau đây cho anh em xem trực tiếp sản phẩm. Đây anh em yên tâm là bên em nhận hàng chính hãng từ hãng về. Đây là của hãng Trooper, anh em chú ý. Anh em yên tâm là đối với thùng này thì có chốt an toàn, anh em để đồ ở trong thì không bao giờ bị mất. Đấy, mở ra. Đấy, giới thiệu với anh em thì đây có hai ngăn, ngăn trên có thể để cắt phụ kiện như là khoang đục, lưỡi cưa của máy mày. Còn phần bên dưới thì anh em có thể để bất cứ đồ gì. Anh em chú ý rộng thoáng, thoải mái để đồ. Đây có hai ngang, tiện lợi cho việc di chuyển. Đây tay cầm.